một loại virus sinh học lạ càn quét khắp thành phố thông qua nguồn nước. Người bị nhiễm bệnh trước tiên là sốt, ho, tiếp theo trở nên tàn bạo khát máu, nguy hiểm cực độ. Quân đội Mỹ ngay lập tức phong tỏa khu vực nhiễm bệnh, lập hàng loạt chốt kiểm dịch, kiểm soát tất cả người tình nghi nhiễm bệnh. Nam chính David cùng với người vợ mang bầu thấp thỏm lo lắng đến khu cách ly. Một đứa bé bị cưỡng chế đưa đi, người mẹ hét lớn, con tôi chỉ cảm sốt mà thôi. Nhưng binh sĩ giả câm giả điếc, bởi vì mệnh lệnh của cấp trên là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. David an ủi vợ, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nhưng giây tiếp theo, thân nhiệt của vợ đã cao đến mức báo động đỏ. David hoang mang, bởi nhiệt độ cơ thể vợ tăng là do cô ấy mang bầu. Anh như phát điên muốn ngăn lại, nhưng mọi thứ đều vô ích. David bị đập mạnh vào gáy, rồi phải trơ mắt nhìn qua hàng rào thép gai cảnh vợ bị đưa đi. Người mắc virus sinh học sẽ biến thành quái vật thế nào? David làm sao để cứu người vợ đang mang bầu? Hãy cùng Cuồng Phim xem hết để biết câu trả lời nhé. Tất cả mọi chuyện phải kể từ 3 ngày trước. Thị trấn yên bình, trong lành và xinh đẹp, mọi người ra khỏi nhà vào buổi sáng như thường lệ. Không ai có thể ngờ, 3 ngày sau virus sinh học bùng phát, nơi này sẽ biến thành địa ngục. Sự tĩnh lặng trước cơn bão bị tiếng súng của cảnh sát trưởng David phá vỡ hoàn toàn. Hôm đó, trong trận đấu bóng chày ồn ào náo nhiệt, một người đàn ông trước giờ nhát gan hiền hậu, đột nhiên cầm súng bước vào sân một cách vô hồn. David tiến đến, anh thử khuyên can đối phương nhưng không thành công. Người đàn ông ngay cả trói gà còn không chặt giơ súng lên, chuẩn bị bóp cò. Bất đắc dĩ nên David phải nổ súng trước, nhưng tất cả mọi chuyện mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Sau khi khám nghiệm tử thi, họ phát hiện trong máu của nạn nhân tồn tại một loại virus chưa rõ, nhưng thời gian có hạn nên nhất thời chưa thể nghiên cứu kỹ. Bên phía David, đối diện với vợ con của người đàn ông, anh vô cùng áy náy, chỉ biết nói lời xin lỗi. Với tư cách là cảnh sát trưởng, vì bảo vệ người dân nên anh đành bóp cò trước. Sự thấu hiểu và động viên của vợ khiến David được an ủi phần nào, nhưng ngày hôm sau, chuyện kỳ lạ hơn xảy ra khiến David không kịp trở tay. Vợ của David là một bác sĩ, trong bệnh viện có một người đàn ông vẻ mặt ngơ ngác, giống y hệt với người đàn ông trong sân bóng hôm qua. Đêm hôm đó, một chuyện tàn nhẫn hơn đã xảy ra. Người chồng thường ngày yêu vợ thương con bất ngờ thay đổi, phóng một mồi lửa thiêu chết cả vợ và các con trong nhà. Khi David có mặt tại hiện trường, chỉ thấy dáng vẻ của đối phương kỳ quái, thậm chí còn huýt sáo. Virus bùng phát ngày thứ ba, ba thợ săn phát hiện ra thi thể của một phi công ở ven hồ. David cùng với trợ thủ là Russell đến đó điều tra. Quả nhiên, có một chiếc máy bay quân dụng bị rơi chính giữa hồ và nằm bất động ở đó. Cùng lúc, quân đội ở nơi cách thị trấn cả ngàn km đã phong tỏa nơi này. Một tuần trước, một chiếc máy bay chở đầy virus sinh học bị rơi ở đây. Hiện giờ virus thông qua nguồn nước và phát tán ra toàn bộ thị trấn. Về đến đồn cảnh sát, người chồng thiêu chết vợ con đêm qua bị vỡ mạch máu nằm bất động trên sàn. David và trợ thủ tiến đến. Giây tiếp theo, người đàn ông bất ngờ bật dậy vồ về phía hai người. Tình hình mất kiểm soát, David muốn cầu xin sự trợ giúp, nhưng không biết từ lúc nào, mạng internet đã gián đoạn hoàn toàn. David ra ngoài, định tìm kiếm tín hiệu, khi ngẩng đầu lên, thị trấn vốn náo nhiệt bỗng chốc yên ắng đến rợn người. Một tiếng động lạ truyền đến từ văn phòng bác sĩ pháp y, David cầm súng lần theo âm thanh vào trong. Vạch tấm vải trắng ra, David ngơ ngác luôn, bởi trên chiếc cáng, mắt và miệng của người đàn ông bị ai đó dùng kim chỉ khâu kín lại. David luống cuống chân tay, cắt chỉ ở miệng người đàn ông ra. Giây tiếp theo, người đàn ông chảy máu mũi dáng vẻ kỳ dị, không cho David thời gian làm rõ mọi thứ, giơ cưa điện sắc bén về phía anh. Vung trái, quật phải, David né hết bên này sang bên nọ. Giây phút nguy hiểm, anh dùng một tay kéo dây điện khiến cái cưa rơi ra, trúng vào người pháp y. Tiếp theo đó, nó tóe ra lửa tiến về phía David. May mà trợ thủ Russell kịp thời xuất hiện, rút dây điện ra cứu David một mạng. Về đến nhà, không thấy tăm hơi vợ đâu, lòng David nóng như lửa đốt. Ra ngoài tìm vợ thì bị một nhóm lính đeo mặt nạ cưỡng chế lôi lên xe. David và vợ cùng với cư dân của thị trấn ngồi trên xe khách, bị quân đội đưa đến khu cách ly tập trung. Trước khi cách ly, trợ thủ ho một tiếng nên bị binh lính kéo đi, người vợ do mang thai nên thân nhiệt tăng cao, cũng bị cưỡng chế đưa vào khu cách ly. Chiếc mặt nạ lạnh lùng, hành lang tối tăm, người vợ kinh sợ vô cùng. Tiêm thuốc mê xong, cô được lôi vào phòng nằm với những người bệnh khác. Đột nhiên, một chiếc xe con lao thẳng vào khu cách ly, đám đông hỗn loạn vượt qua rào chắn chạy tán loạn. Phút chốc, tình hình mất kiểm soát, quân đội ra lệnh rút lui, một lát sau, trong khu cách ly hoang tàn như bãi chiến trường. Sau khi người vợ bị trói trên giường tỉnh lại, phát hiện một y tá trong viện tên Becca cũng ở đây. Hai người chưa kịp nói gì, bên ngoài có người lê đinh ba bằng sắt thong thả bước vào. Người đàn ông người đầy máu me, tâm trạng điên loạn, hắn đi đến từng giường bệnh giơ đinh ba lên, hưởng thụ khoái cảm của cái chết. Chờ đợi cái chết luôn khiến người ta tuyệt vọng hơn bị chết. Tiếng hét của y tá Becca khiến người đàn ông càng thêm điên cuồng. Nhưng khi chuẩn bị xuống tay, thì tiếng hét lớn của vợ David đã thu hút sự chú ý của hắn. Đối phương chậm chậm lại gần. Chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, vài tiếng súng vang lên, giải quyết được nguy hiểm. Hóa ra, anh chồng David và trợ thủ kịp thời có mặt. Sau khi khu cách ly bị thất thủ, David và trợ thủ nhân lúc hỗn loạn đi đến đồn cảnh sát lấy vũ khí, tiếp đó cùng nhau đến cứu vợ. Bốn người ra khỏi khu cách ly, căn phòng tan nát, chiếc xe bốc cháy, thị trấn nhỏ đã biến thành địa ngục trần gian. Trợ thủ phát hiện một chiếc xe nhỏ đang định tiến đến khởi động xe. Lúc này, David nhanh mắt phát hiện cốp sau xe không ngừng rỉ máu. Không đúng, David thì thầm, mau trốn đi. Vừa dứt lời, ba người nhiễm bệnh tay cầm súng săn điên cuồng đuổi theo một người khỏe mạnh. Một tiếng súng vang lên, người khỏe mạnh ngã xuống, bốn người David trốn ở góc tối lúc này mới biết, cốp sau xe chất đầy xác chết.
chiếc xe đi xa, hiện giờ trong thị trấn nhỏ toàn là người điên bị nhiễm bệnh, nếu muốn sống sót, buộc phải rời khỏi đây. Bốn người đến nông trường vùng ngoại ô, y tá Becca vô cùng vui sướng, bởi nơi này chính là nhà bạn trai cô ấy, cặp tình nhân gặp nhau, nước mắt như mưa. Nhưng David và những người khác vừa mới đặt chân đến thì binh lính truy tìm, người bệnh cũng tìm đến. Binh lính được trang bị vũ trang xông vào phòng, mẹ của bạn trai Becca bị ấn xuống sàn. Thấy mẹ bị thương, cậu thanh niên sốc nổi lao thẳng ra khỏi nhà kho, nhưng một tiếng súng vang lên, cậu thanh niên gục xuống ngay tại chỗ. Người mẹ thấy con mình bị bắn cũng vùng lên, kết quả cũng ăn ngay một viên đạn vào đầu. Thi thể của hai mẹ con bị thiêu trụi, không còn nghi ngờ gì nữa, nhóm của David một khi bị bắt được thì kết cục cũng như vậy. Một anh lính tìm được bọn họ, David và trợ thủ chế ngự được anh ta. Thấy có thêm càng nhiều người đến gần chỗ này, David quyết định liều một phen nói với anh lính. Chúng tôi không muốn chết, anh cũng thế, tôi thả anh đi, anh cứ coi như không thấy chúng tôi. Anh lính gật đầu rồi đội mặt nạ lên bước ra ngoài, đúng lúc gặp một anh lính khác đi vào. Anh lính nói rằng đừng nổ súng, trong nhà kho không có ai cả. Anh lính kia thấy thế thì lập tức ra lệnh rút lui. Trời vừa hửng sáng, bốn người đi bộ đến nhà David. Trong nhà David có một chiếc xe cũ, đây là hy vọng cuối cùng. Trợ thủ và Becca phụ trách sửa xe, David và vợ thì chuẩn bị vật tư trong phòng. Bọn họ làm sao có thể ngờ, một bất ngờ to đùng sớm đã chờ đợi bọn họ từ lâu. Thấy người vợ trên tầng 2 mãi không thấy xuống, David lên lầu mở cửa ra. Đột nhiên anh bị một người nấp sau cánh cửa tấn công, hắn siết cổ anh rồi ghim chặt xuống sàn. David cố với lấy khẩu súng bị rơi, đột nhiên một con dao nhỏ ghim thật chặt tay anh xuống sàn. David gào ầm lên, còn cô vợ thì thét lớn, hai kẻ tấn công chẳng phải ai khác, chính là vợ và con trai người đàn ông ở sân bóng bị David bắn chết, sau khi họ bị nhiễm bệnh, mặt mày hung dữ đến để báo thù. Người phụ nữ nhắm thẳng nòng súng vào người vợ, David cố gắng gào thét là do tôi làm, có gì xin hãy nhắm vào tôi. Đối phương trúng kế, David nhân cơ hội đó giết chết ả ta. Mũi dao đâm vào họng, khi người phụ nữ về chầu Diêm Vương, thì con trai đứng phía sau đã giơ súng nhắm thẳng David. Một tiếng súng vang lên, nhưng David chẳng hề hấn gì, nhìn lại thì ra trợ thủ đứng dưới lầu lại cứu anh một mạng. Trợ thủ lên lầu bắn liên tiếp vài phát vào thi thể, anh ta giải thích điều này là để đề phòng, nhưng trong lòng David có một dự cảm chẳng lành. Bọn họ khởi động xe rồi chạy với vận tốc tối đa, buộc phải rời khỏi thị trấn trước khi quân đội phát hiện ra. Trong xe, y tá Becca đột nhiên ho khan, trợ thủ bên cạnh nhìn chằm chằm. David bảo trợ thủ bình tĩnh, nhưng trợ thủ khẳng định Becca đã nhiễm bệnh. Lúc cả hai cãi nhau, một chiếc máy bay trực thăng quân dụng xuất hiện phía trên. Biết có chuyện chẳng lành, David phanh gấp, rẽ vào một tiệm rửa xe. Tuy tạm thời thoát được sự truy đuổi của quân đội, nhưng họ vẫn không biết mình lại rơi vào một cái bẫy khác. Thiết bị rửa xe đột ngột khởi động, bánh xe di chuyển về phía trước, David đạp mạnh chân phanh. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đột nhiên xuất hiện một người bệnh đấm nát kính, điên cuồng lao vào xe. Mấy người David chỉ có thể cố hết sức bình sinh thoát khỏi đối phương. David lúc này cố gắng đạp chân ga, chiếc xe từ từ di chuyển. Becca ngồi ghế sau còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo, một cái thòng lọng đưa vào cổ cô rồi sau đó cô lập tức bị kéo ra ngoài. Dưới sự yểm trợ của trợ thủ, hai vợ chồng David vừa mới thả Becca xuống đất, thì một quả bom khiến chiếc xe đậu bên ngoài tan thành khói bụi. Sau khi trực thăng bay khuất tầm mắt, ba người David mới dám bước ra. Nếu lái xe sẽ bị phát hiện, không có xe, họ chỉ có thể ngồi yên chờ chết. Đột nhiên phía trước xuất hiện một chiếc xe quân đội, David giơ súng lên nhắm chuẩn muốn xe đó dừng lại, hoàn toàn không thể ngờ sự điên cuồng của Russell đã bắt đầu. Anh ta giải một tấm thảm đinh khiến chiếc xe lộn nhiều vòng. Anh lính nhếch nhác bò ra, từ chỗ anh lính, David biết được một thông tin tuyệt vọng. Bước tiếp theo, quân đội sẽ ném bom hạt nhân từ trên cao xuống thị trấn để ngăn virus lan rộng. Hiện tại hy vọng duy nhất của họ là nghĩ cách ép anh lính đưa họ rời đi. Một tiếng súng vang lên từ đằng sau, hoàn toàn không thể ngờ, trợ thủ không thể kiềm chế sự ham muốn giết chóc nên đã trực tiếp giết chết anh ta. David điên tiết, vợ anh nhắc nhở rằng trợ thủ đã nhiễm bệnh. Nhân lúc trợ thủ tìm kiếm vật tư thì David lấy súng đi, nhưng hành động này đã khiến trợ thủ phẫn nộ tột cùng. Russell chĩa súng vào đầu hai người rồi hét lớn. Tôi cứu anh hai lần vậy mà anh báo đáp tôi như thế à? Đối diện với Russell mất kiểm soát, David nghĩ ra cách đối phó, anh giả vờ xin lỗi, sau đó đánh lén một cú, khống chế cục diện. Đối diện với người bạn thân bao năm, cũng là ân nhân cứu mạng, David không nổ súng, cũng không bỏ rơi anh ta. Ba người đi đến lối ra khỏi thị trấn, lối ra lúc này bị quân đội phong tỏa nghiêm ngặt. Russell nói với vợ chồng David mình đã nhiễm bệnh, với tư cách là bạn thân, anh ta quyết định hy sinh tính mạng cứu David lần cuối cùng. Russell giơ hai tay lên đi về phía trước, rồi gục xuống trong mưa bom bão đạn. Cùng lúc đó, hai vợ chồng David thuận lợi vượt qua chốt kiểm dịch, đến được một cây xăng. Trong cây xăng hỗn loạn như bãi chiến trường, mà nguy hiểm lớn hơn đang chờ đợi bọn họ. Thời gian cho nổ bom hạt nhân mỗi lúc một gần, may mà David phát hiện một xe hàng ngoài trạm xăng. Đột nhiên, nguồn điện bị gián đoạn, người nhiễm bệnh xuất hiện ở đây. David ở bên ngoài, còn người vợ ở trong cửa hàng trạm chán trực diện với một người bệnh. Cô vợ sợ hãi trốn vào nhà kho, trong bóng tối, thi thể chất đống, mùi máu tanh nồng nặc khiến tim cô ấy đập loạn nhịp, cô vợ không dám làm bừa. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng động, hóa ra là David, anh kéo theo vợ chạy như điên ra chỗ xe hàng, mở cửa xe ra, thi thể tài xế lăn xuống đất, hai người lên xe, lúc hoảng loạn mới nhớ ra chìa khóa vẫn ở trên người tài xế. Bất đắc dĩ, David lại phải xuống xe lần nữa, lúc lấy được chìa khóa, anh bị người nhiễm bệnh phát hiện. Hắn đập vỡ nát cửa kính, sau đó một cánh tay kéo David xuống cống ngầm. David cầm cờ lên rồi lao vào người bệnh chiến đấu, sau một hồi giằng co, anh cũng đã tiêu diệt được hắn ta.
Cùng lúc đó, một người bệnh khác vừa mở cửa xe hàng ra thì bị người vợ xử đẹp bằng một phát súng. Thoát khỏi người truyền nhiễm, hai vợ chồng khởi động xe, đạp mạnh chân ga phi về hướng lối ra. Sau một tiếng nổ long trời lở đất, làn khói mù bay lên trời cao, xe hàng bị lật, câu chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết. Khi hai người David leo ra từ trong xe, nhìn thị trấn nhỏ bị săn bằng, không ai có thể ngờ họ không bị nhiễm virus, nhưng không có nghĩa là không mang theo virus. Quân đội tưởng rằng đã diệt cỏ tận gốc rồi, nhưng không biết là hai người có khả năng mang theo mầm bệnh, đang từng bước đi đến thành phố hoa lệ. Bộ phim đến đây là kết thúc. Đây là bộ phim ra mắt năm 2010 mang tên Bệnh Điên, là phiên bản làm lại của bộ phim kinh dị cùng tên năm 1973. Nếu các bạn thấy hay nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.